danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của Vietjet, và hôm nay cô rất vui mừng khi được đồng hành cùng các bạn trong môn toán lớp 3. Và hôm nay cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu bài học chu vi hình chữ nhật. Cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng hình chữ nhật A, B, C, D. Chúng mình có độ dài của cạnh AB là bằng 4cm, CD cũng bằng 4cm, chính là chiều dài của hình chữ nhật. Và độ dài cạnh BC bằng 3cm, cạnh AD cũng bằng 3cm. Vậy thì để tính được chu vi của hình chữ nhật ABCD này, chúng mình cần làm như thế nào? À, các bạn hãy nhớ lại giúp cô kiến thức cũ ở trong môn toán lớp 2. Chúng mình đã được học cách tính chu vi của hình tứ giác bằng cách chúng mình tìm tổng độ dài của bốn cạnh. Vậy thì ở đây, hình chữ nhật ABCD cũng là một hình tứ giác. Chúng mình hãy áp dụng cách tính đó để tìm ra được chu vi của hình chữ nhật. Chúng mình sẽ có tổng độ dài bốn cạnh của hình chữ nhật là 4 cộng 3 cộng 4 và cộng 3. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vào lời giải cụ thể để tìm được chu vi của hình chữ nhật. Mình sẽ có lời giải là chu vi hình chữ nhật ABCD là tổng độ dài bốn cạnh là 4 cộng 3 cộng 4 cộng với 3. Chúng mình cùng tìm kết quả của phép toán này. 4 cộng 3 bằng 7, 7 cộng 4 là bằng 11 và 11 cộng 3 bằng 14, đơn vị là bằng cm. Như vậy chúng mình có chu vi của hình chữ nhật bằng 14cm. Vậy thì nhìn vào trong phép toán này thì cô sẽ đưa được về dạng phép nhân như sau này. Cô thấy 4 cộng 3 này cộng với 4 cộng 3 có nghĩa là 4 cộng 3 này được lặp lại 2 lần. Như vậy cô sẽ đưa được về như sau này, phép toán 4 cộng 3 đóng ngoặc mở ngoặc nhân với 2. Chúng mình cùng kiểm tra lại xem phép toán có phải đúng bằng 14 không này. 4 cộng 3 bằng 7, 7 nhân với 2 đúng bằng 14. Như vậy thì nhìn vào trong phép tính này, các bạn nhìn giúp cô xem 4 là gì nhỉ? À, 4 chính là độ dài của cạnh AB hay cạnh CD. Và mình thấy AB và CD chính là chiều dài của hình chữ nhật. Mình có sẽ 4 sẽ là chiều dài. Và 3 là gì đây nhỉ? 3 là chiều rộng. Như vậy, nhìn vào trong phép toán này, chúng mình có thể rút ra được quy tắc tìm chu vi hình chữ nhật không nhỉ? À, mình sẽ có là chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2 này. Bây giờ cô sẽ rút ra được quy tắc như sau. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Và các bạn nhớ là cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Cô nhắc lại, muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài này cộng với chiều rộng rồi nhân với 2. Các bạn nhớ là cùng đơn vị đo. Như thế nào là cùng đơn vị đo này? Chúng mình thấy đây là 4cm và 3cm, hay đơn vị đo chính là cm. Thì chúng mình với cộng với nhau rồi nhân với 2. Như vậy thì chúng mình sẽ tìm được ra chu vi của hình chữ nhật. Bây giờ để chúng mình có thể ghi nhớ hơn quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, cô và các bạn sẽ cùng nhau vào một số bài tập. Bài tập 1, tính chu vi hình chữ nhật có A, chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm, B, chiều dài 2dm và chiều rộng 13cm. Chúng mình sẽ cùng nhau làm phần A trước này. Mình có bài giải như sau. Mình thấy ở trong phần A là chiều dài bằng 10cm này, chiều rộng bằng 5cm. Chúng mình thấy có cùng đơn vị đo chưa nhỉ? À, cùng là cm. Như vậy chúng mình có thể tính luôn được chu vi của hình chữ nhật bằng cách chúng mình lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2. Chúng mình sẽ có lời giải cho phần A như sau này. Chu vi của hình chữ nhật là Vâng,
Rồi, mình sẽ có là phép tính 10 cộng 5 nhân với 2 mở ngoặc 10 cộng 5 đóng ngoặc nhân với 2. Chúng mình cùng nhẩm này, chúng mình thấy 10 cộng 5 là bằng 15, 15 nhân với 2, chúng mình đặt tính ra ngoài nháp này. 15 nhân với 2 này. Thực hiện nhân, 2 nhân 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1, 2 nhân 1 bằng 2 nhớ 1, thêm 1 bằng 3. Như vậy mình sẽ có chu vi bằng 30 đơn vị cm. Đơn vị cm và chúng mình đáp số này. Ba mươi cm. Rồi chúng mình chuyển sang phần B xem nào. Phần B chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm. Chúng mình hãy chú ý giúp cô vào đơn vị đo này. Dm 2 dm và 13 cm. Như vậy chúng mình có thực hiện tính chu vi được luôn không nhỉ? À, chúng mình sẽ cần phải đổi đơn vị đo để cùng về cùng đơn vị. Ở đây thì cô sẽ thực hiện đổi 2 dm ra thành cm và cô sẽ có 2 dm bằng 20 cm. Cô sẽ thực hiện đổi này. Đổi 2 dm bằng 20 cm. Rồi, khi đã đổi được về cùng đơn vị đo thì cô sẽ tính được chu vi hình chữ nhật này. Chu vi hình chữ nhật là 2 tính là gì nhỉ? Chiều dài 20 cộng chiều rộng 13 rồi sau đó nhân với 2. Rồi, nhân với 2. Chúng mình sẽ có 20 cộng 13 này. Đặt ra ngoài nháp này. Rồi, 0 cộng 3 bằng 3, 2 cộng 1 bằng 3. Rồi, kết quả đây bằng 33 nhân với 2 này. Cô viết lại rồi nhân này. Rồi, nhân với 2, 33 nhân với 2. 2 nhân 3 bằng 6 này. 2 nhân 3 bằng 6. Vậy chúng mình có kết quả của phép tính bằng 66. Và đơn vị là gì các bạn nhỉ? À, sau khi mình đổi ra cùng cm, chúng mình sẽ có đơn vị bằng cm. Đáp số 66 cm. Và ở trong bài tập 1 này thì các bạn lưu ý với cô, khi chúng mình tính chu vi hình chữ nhật, chúng mình cần phải đổi hoặc là chúng mình cần phải, trước tiên chúng mình phải quan sát xem đơn vị đo có cùng không này. Ở đây 10cm, 5cm chúng mình thấy cùng đơn vị đo, có nghĩa là đơn vị đo giống nhau thì chúng mình sẽ tính luôn được chu vi của hình chữ nhật. Còn như phần B chúng mình thấy đơn vị đo khác nhau này, 2dm và 13cm, thì trước tiên chúng mình cần phải thực hiện đổi để làm sao hai số đo của đơn vị này phải giống nhau. Ở đây cô thực hiện đổi bằng 20cm, sau đó thì chúng mình mới tính được chu vi của hình chữ nhật. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Và bài tập 2 là một bài toán có lời văn, chúng mình cùng đọc đề bài này. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Và bài toán yêu cầu chúng mình tính chu vi mảnh đất đó. Ở trong bài tập này, đề bài đã cho chúng mình biết mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là bằng 35m, chiều rộng là bằng 20m. Chúng mình thấy chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo chưa nhỉ? À, đơn vị đo đều là mét giống nhau. Như vậy chúng mình sẽ đi tính được ngay chu vi của mảnh đất đó. Vì mảnh đất này là mảnh đất hình chữ nhật nên chúng mình sẽ áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật vào để tìm ra được chu vi của mảnh đất. Chúng mình sẽ có bài giải như sau này. Chúng mình sẽ có lời giải đây là chu vi mảnh đất đó là
áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật vào để tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật này thì chúng mình sẽ lấy 35 là chiều dài cộng với chiều rộng là bằng 20 và sau đó thì nhân với 2. Chúng mình sẽ có phép tính là 35 cộng với 20 nhân với 2. Rồi, chúng mình cùng đi tìm kết quả này. 35 cộng với 20 này. Đặt xong rồi nhá. 5 cộng 0 bằng 5, 3 cộng 2 bằng 5. Sau đó nhân với 2, chúng mình có 55 nhân với 2. Thực hiện nhân, 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 5 bằng 10, nhớ 1 là bằng 11. Như vậy chúng mình có kết quả bằng 110. Đơn vị là mét. Như vậy thì chúng mình tính được chu vi của mảnh đất là bằng 110 mét. Chúng mình nhớ đáp số đây. Như vậy thì bằng cách áp dụng quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chúng mình đã tìm ra được chu vi của mảnh đất cũng có hình chữ nhật là bằng 110. Như vậy thì ở ngoài thực tế, chúng mình thấy có nhiều vật dụng cũng có hình chữ nhật. Qua bài học chu vi hình chữ nhật, chúng mình có tính được chu vi của các hình đó không nhỉ? À, các sản phẩm đó chúng mình sẽ tính được ngay bằng cách chúng mình sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi sau đó nhân với 2. Nhưng các con lưu ý là phải cùng đơn vị đo. Chúng mình cùng vào bài tập 3 này. Bài tập 3, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở đây thì chúng mình thấy có hai hình chữ nhật là hình chữ nhật A, B, C, D và hình chữ nhật M, N, P, Q. Hình chữ nhật A, B, C, D có chiều dài bằng 63 mét, chiều rộng bằng 31 mét. Hình chữ nhật M, N, P, Q có chiều dài bằng 54 mét và chiều rộng bằng 40 mét. Chúng mình sẽ có các câu trả lời như sau. A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ. B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ. Và C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ. Chúng mình thấy câu A là có là chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn này, chu vi hình chữ nhật MNPQ, B là bé hơn và C là bằng. Vậy để tìm ra câu trả lời đúng cho bài tập này, trước tiên cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tính chu vi của từng hình chữ nhật. Cô sẽ tính ra ngoài này để các bạn nhìn rõ này. Chúng mình sẽ có bài giải như sau. Rồi, cô đầu tiên cô sẽ đi tính chu vi của hình chữ nhật ABCD trước. Cô sẽ có chu vi của hình chữ nhật ABCD là chu vi hình chữ nhật ABCD. Chúng mình sẽ có như sau này. Lấy chiều dài cộng với chiều rộng, sau đó nhân với 2. Phép tính là 63 cộng với 31, rồi sau đó nhân với 2. Vì ở đây cô thấy có đơn vị đo độ dài đều là mét, nên chúng mình sẽ thực hiện phép tính luôn này. 63 cộng với 31, rồi nhân với 2 này. Các bạn nhìn kỹ giúp cô, chúng mình sẽ bắt đầu thực hiện này. Cộng 63 với 31 này, cô đặt tính ra ngoài nháp này. Rồi, 3 cộng 1 bằng 4, 6 cộng 3 bằng 9. Vậy chúng mình sẽ có là 94, lấy 94 nhân với 2 này. Rồi, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 9 bằng 18. Kết quả bằng 188, đơn vị là mét. Rồi, hình tiếp theo MNPQ. Hình chữ nhật có chiều dài bằng 54 mét, chiều rộng bằng 40 mét. Vậy ở đây chúng mình cũng thấy chiều dài và chiều rộng cùng đơn vị đo. Chúng mình cũng thực hiện tính luôn được chu vi của hình chữ nhật MNPQ như sau. Chu vi hình
chữ nhật. MNPQ là hai chấm. Chúng mình sẽ có là 54 cộng 40 này. Rồi, nhân với 2. Chúng mình sẽ thực hiện ra ngoài nháp này. 54 cộng 40. 4 cộng 0 bằng 4. 5 cộng 4 bằng 9. Vậy chúng mình có là bằng 94. Sau đó lấy 94 này nhân với 2 này. 2 nhân 4 bằng 8 này. 2 nhân 9 bằng 18. À, như vậy chúng mình thấy ở đây chu vi của hình chữ nhật MNPQ cũng bằng 188, bằng với chu vi của hình chữ nhật ABCD, cũng là mét. Như vậy thì chúng mình thấy chu vi của hình chữ nhật ABCD và chu vi của hình chữ nhật MNPQ như thế nào nhỉ? À, bằng nhau. Như vậy thì chúng mình sẽ tìm được câu trả lời đúng, đó là câu C. Chúng mình sẽ khoanh vào câu C này. Như vậy chúng mình đã tìm được câu trả lời đúng của bài 3 là chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi của hình chữ nhật MNPQ. Vậy qua bài tập 3 này chúng mình cũng nhớ lại được quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật mà chúng mình vừa học, đó là tính chu vi hình chữ nhật chúng mình sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi sau đó nhân với 2, và lưu ý là cũng phải cùng đơn vị đo. Như vậy qua bài học hôm nay, cô và các bạn đã cùng nhau đi thực hiện tính chu vi hình chữ nhật. Và các bạn hãy lưu ý và nhớ giúp cô quy tắc để tính chu vi hình chữ nhật này. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, rồi nhớ là cùng đơn vị đo, rồi sau đó thì nhân với 2. Như vậy đây là quy tắc để tính chu vi của hình chữ nhật. Các bạn về nhà học thuộc và làm thêm giúp cô các bài tập có liên quan, để chúng mình có thể nhớ kỹ hơn và có thể thực hiện các bài tập nhanh hơn. Bây giờ thì cô cần phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.